Đinh thay kính chào quý khán giả của Người Việt TV Online. Sau đây là một điểm tin sáng thứ 6 ngày 11 tháng riêng năm 2019. Báo tuyết tại các quốc gia Âu Châu đã lấy đi mạng sống của tối thiểu 17 người, ở trong đó có một thanh niên 16 tuổi tại nước Áo, một người đàn ông 62 tuổi cũng tại nước Áo và tại Slovakia thì một ông 37 tuổi đã bị báo tuyết vùi lấp lên chết. Thưa quý vị, tin thời tiết cho biết là báo tuyết sẽ tiếp tục bao phủ từ khu vực Thụy Sĩ kéo qua tới vùng tây bắc của nước Ý, đông nam của nước Pháp và một phần của nước Áo tức là Austria. À, tại nước Đức thì một số xe hơi và xe mô tô đã bị bão à, phủ lấp lên và dân chúng tại đây rất khó khăn phải đối chọi với cái LED, cái, cái lạnh rét căm căm và bão tuyết. À, ngoài ra thì tại à, cái dãy núi An bên nước Áo thì một số du khách đã không ra khỏi được vùng này bởi vì bão tuyết. À, nhiều trăm chuyến bay đã bị hủy bỏ trong những ngày vừa qua và người ta quan ngại rằng bão tuyết sẽ còn tiếp tục trong những ngày sắp tới. À, nhìn sang tình hình tại bán đảo Triều Tiên và mối quan hệ với Cộng sản Trung Quốc, thì lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong-un đã kết thúc chuyến viếng thăm Bắc Kinh để gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tin của Tân Hoa Xã cho biết là Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng ủng hộ trong cái cuộc gặp của Kim Jong-un với Tổng thống Donald Trump nếu xảy ra cái hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai sắp tới. Địa điểm diễn ra hội nghị này nghe nói một số người thì một số các nhà nhận định thời cuộc nói rằng có tin cho biết là có thể sẽ chọn Việt Nam là nơi gặp gỡ giữa Kim Jong-un và Tổng thống Trump. Nhưng mà tin này chưa được xác nhận. Ông Tập Cận Bình thì nói rằng gặp đâu cũng được nhưng mà họ hy vọng rằng đôi bên sẽ gặp nhau ở một cái khoảng giữa nào đó, cái khoảng cách giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tháng 6 vừa qua thì hội nghị thượng đỉnh giữa Kim Jong Un và Tổng thống Trump đã diễn ra tại Singapore. Đôi bên cam kết là sẽ giải trừ cái tham vọng võ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Nhưng mà cho tới phút này thì tất cả những tin tình báo về tinh cho thấy là Cộng sản Bắc Hàn vẫn tiếp tục thử nghiệm những cái khu vực mà họ dành để mà thử cái kho võ khí hạt nhân của họ. Trung Quốc là quốc gia đã yểm trợ Bắc Hàn nhiều nhất trong suốt mấy chục năm vừa qua kể từ khi chế độ cộng sản được thiết lập uh, tại Bắc Triều Tiên. Thưa quý vị ngày hôm qua thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã viếng thăm một cái khu vực biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico ngay tại cái thị trấn McAllen của tiểu bang Texas. Uh, ông uh, cho biết rằng ông nhất quyết sẽ xây một cái bức uh, rào cản hoặc là một cái bức tường biên giới bởi vì cho tới phút này thì người ta chưa biết là nên dùng cái từ ngữ nào để mô tả cái vật mà tổng thống trump muốn xây tại biên giới của hai quốc gia trong cuộc tranh cử thì tổng thống nói rằng đó là một cái bức tường rất là kiên cố bằng xi măng cốt sắt rồi sau đó có lúc thì ông dùng từ ngữ là cái fence là một cái rào rậu thôi và gần đây thì ông nói rằng có thể sẽ xây một cái hình thức một bức tường mà chỉ làm bằng những thép thôi chứ không phải bằng xi măng cốt sắt À, cho tới phút này thì giữa Đảng Dân Chủ nắm đa số tại Hạ Viện và hành pháp của Tổng thống Trump vẫn chưa đạt thỏa thuận được với nhau. Theo yêu cầu của Tổng thống Trump là xin 5 tỷ 700 triệu Mỹ Kim để xây bức tường. À, sáng nay thì Tổng thống Trump nói rằng ông có thể là sẽ loan báo rất sớm cái biện pháp khẩn cấp đó là một cái biện pháp mà sẽ dùng quân đội và quỹ của Bộ Quốc phòng để xây bức tường và bất chấp là quốc hội có chuẩn thuận 5 tỷ 7 Mỹ Kim hay không. Tuy nhiên tin của đài National Public Public Radio cho biết rằng vấn đề này không đơn giản bởi vì sẽ đặt ra một số những um, cái cuộc tranh luận về luật pháp của nước Mỹ và thượng viện, và hạ viện có thể sẽ phải bỏ phiếu thông qua về quyết định khẩn cấp của tổng thống Trump. Uh, thưa quý vị nhưng mà cái điều quan trọng là tổng thống Trump nói rằng uh, khi mà ông uh, nói là chính phủ Mỹ Cơ sẽ trả tiền xây bức tường. Điều đó không có nghĩa là chính phủ Mỹ Tây cơ sẽ ký một cái ngân phiếu để mà trả cho chính phủ Mỹ. Nhưng mà thực sự ra đó là một cái thỏa thuận mà sẽ trả dần dần qua cái hiệp ước mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ mà thôi. Nhưng mà phía Mỹ Tây Cơ thì họ nói rằng dứt khoát họ không trả một đồng xu nào cả cho cái việc mà Hoa Kỳ muốn xây bức tường giữa hai uh, biên giới giữa hai nước. Uh, ngoài ra thì ngày hôm qua Tổng thống Trump cũng nói rằng thảo luận với giới lãnh đạo của Trung Quốc dễ chịu hơn bởi vì họ trọng danh dự hơn Giới lãnh đạo của đảng Dân Chủ Của nước Mỹ Đó là cách nhận định của Tổng thống Trump Đối với những người lãnh đạo Dân Chủ Thứ quý vị tin của đài National Public Radio Cho biết rằng Hiện nay đó thì theo thống kê là Tới 3 phần tư những người Công chức của Hoa Kỳ Sống nhờ vào cái đồng lương Một cái hai tuần lễ họ nhận một lần Hôm nay là thứ 6 11 tây tháng riêng Đúng ra công chức liên bang nhận được cái check lương của họ để họ có thể chi trả một số những cái, uh, chi phí của gia đình. Nhưng mà 800.000 công chức liên bang không nhận được check trong ngày hôm nay. National Public Radio đã phỏng vấn một loạt người có những người nói rằng họ đã phải đi vay mượn gia đình từ 700, 750, 800.000 để trả những chi phí như là tiền ăn, tiền ở, tiền nhà, tiền học cho con cái và thậm chí cái lực lượng gọi là Coast Guard tức là lực lượng tuần duyên của nước Mỹ đã phải nói với nhân viên của mình rằng nếu cần thiết trong giai đoạn ở nhà mà không lĩnh lương đó thì đi làm babysit tức là đi làm trông coi trẻ em hoặc là đi dạy học kèm theo để kiếm tiền sống qua ngày hoặc là đi bán đồ đạc trong nhà nhà để mà chi tiêu. Thưa cái vì cơ quan bảo vệ thực phẩm của nước Mỹ thì rất là quan ngại là bởi vì với cái tình trạng một số nhân viên thiếu hiện nay đó thì cơ quan bảo vệ an toàn thực phẩm của Mỹ họ sợ rằng sẽ không có đủ người để kiểm soát phẩm chất của thực phẩm và có thể gây được cái hậu quả là một số thực phẩm sẽ bị trúng độc y như trường hợp năm ngoái đã có 60 người phải vào bệnh viện bởi vì cái loại virus E.coli phát tán từ một cái loại rau xanh mà được trồng tại California. Giám đốc của cơ quan an toàn thực phẩm của nước Mỹ sáng nay nói rằng họ sẽ tìm cách để kêu gọi 150 nhân viên trong thời gian vừa qua ở nhà vì không được lãnh lương vào làm việc trong tuần tới để tiếp tục cái công việc kiểm soát an toàn thực phẩm cho dân chúng Mỹ. Tại cái thị trấn McAllen Texas mà ngày hôm qua tổng thống Donald Trump đã đến viếng giữa biên giới phía nam của Hoa Kỳ và Mexico. Thì sáng ngày hôm nay tin của hãng thông tấn Reuters cho biết là người ta đã khám phá thấy 21 cái thi thể do bạo động băng đảng uh, gây ra và 21 thi thể này nằm rải rác nằm ở phía bên kia bên giới của Mỹ Tây Cơ mà bên này là cái thị trấn Bắc Allen của Texas. Uh, đây là một cái điều rất đáng quan ngại bởi vì thưa quý vị hàng năm thì có một uh, vài chục ngàn người Mỹ Tây Cơ đã trở thành nạn nhân bị giết chết uh, trong những vụ thanh toán những băng đảng tội phạm tại Mỹ Tây Cơ. Thưa quý vị, uh, riêng đối với cái tình hình mà chính phủ Mỹ đóng cửa một phần uh, cho tới ngày hôm nay đã kéo dài tới ngày 21, bất một, tức là bắt đầu từ ngày 22 tới tháng 12 vừa qua, thì uh, phi trường quốc tế tại Miami thuộc tiểu bang Florida thông báo cho biết rằng uh, cái Terminal G tức là cái cổng G uh, sẽ phải đóng vào ngày mai thứ bảy, ngày chủ nhật, và ngày thứ hai, bởi vì cái số nhân viên mà kiểm soát an ninh tại phi trường làm việc cho cơ quan TSA gọi vào cáo bệnh quá nhiều. Ngày hôm qua thì rất nhiều công chức liên bang của nhiều thành phố thì nước Mỹ đã xuống đường biểu tình để phản đối cái tình trạng và đóng cửa chính phủ ngày hôm nay bởi vì họ không biết lấy gì sinh sống trong cái thời gian này. Thì cái vị ban giám đốc của Miami International Airport nói rằng họ sẽ tìm cách để thuyết phục một số nhân viên an ninh vào làm việc thì hy vọng mới có thể mở cửa lại được cái terminology và đồng thời kiểm soát được cái lượng hành khách mà di chuyển đi ngang qua phi trường quốc tế này. Ngoài ra thì thưa quý vị những người dân sống tại nước Mỹ mà phải dựa vào cái đồng lương hàng tuần của mình giờ phút này họ đã lên trên mạng xã hội để thành lập những cái quỹ gọi là GoFundMe để kêu gọi sự giúp đỡ và cho tới sáng ngày hôm nay thì tin của hãng thông tấn UPI cho biết rằng đã có tới 700 cái ác cao được gọi là thiết lập ở trên mạng xã hội GoFundMe để mà giúp đỡ cho những người mà không có không có tiền trong thời gian họ phải ở nhà vì chính phủ đóng cửa một phần. Và cuối cùng về tin liên quan đến tiểu bang California. Tân thống đốc của California là ông Gavin Newsom của Đảng dân chủ vừa mới ký một cái xác lệnh để cho phép rằng tất cả những bậc cha mẹ nào mà có con mới sinh ra đó thì có thể được nghỉ tổng cộng cả chồng lẫn vợ một cái thời gian 6 tháng ở nhà để mà chăm lo cho đứa con mới sinh ra. Luật cũ thì chỉ có cho 4 tháng mà thôi hoặc là bà vợ được ở 2 tháng rồi sau đó ông chồng ở 2 tháng để trông cho con mới đẻ. Nhưng mà luật mới của ông thống đốc Gavin Newsom Ông nói rằng nếu mà cho hai vợ chồng ở nhà 6 tháng, tức là chồng 3 tháng, vợ 3 tháng đó, thì sẽ giúp cho trẻ em lớn lên một cách mạnh mẽ hơn mà không bị xảy ra những cái tai nạn chết người lúc các em còn quá nhỏ. Ngoài ra cũng giúp cho bà mẹ có thì giờ để nuôi con bằng sữa mẹ. Đây là một quyết định rất là quan trọng và là một tin vui cho những sản phụ um, tại tiểu bang California. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng thứ hai tuần tới.